Hà Nội FC, đội bóng nhà vô địch V League 2022, là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tham gia AFC Champions League năm 2023-2024. Họ đã được xếp vào bảng D cùng với ba đối thủ đáng gờm: câu lạc bộ Wuhan Three Trung Quốc, Pohang Steelers, Hàn Quốc và Urawa Red Diamond, Nhật Bản. Trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC trong giải đấu này sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 20 tháng 9 khi họ đối đầu với câu lạc bộ Pohang Steelers. Đây là một cơ hội quý báu để thể hiện sức mạnh và tài năng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á. Hà Nội FC và Pohang Steelers đã từng gặp nhau tại vòng playoff AFC Champions League vào năm 2016, và lúc đó đội bóng Hàn Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Pohang Steelers có một lịch sử ấn tượng tại giải đấu này, với 3 lần vô địch và một lần về nhì. Năm nay, đội bóng xứ sở Kim Chi tham dự giải với đội hình mạnh mẽ, bao gồm nhiều cầu thủ tài năng và có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ quốc tế. Tuy nhiên, Hà Nội FC không ngại khó khăn và sẵn sàng đối mặt với thách thức. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, đội phó của Hà Nội FC, đã thể hiện sự tự tin. Anh nói rằng đội của mình sẽ không để đối thủ nào dễ dàng giành chiến thắng trên sân nhà và sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tích cực. Hà Nội FC, đội bóng nhà vô địch V, League 2022, là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tham gia AFC Champions League năm 2023 năm 24. Họ đã được xếp vào bảng di cùng với ba đối thủ đáng gờm, câu lạc bộ Wuhan Territao, Trung Quốc, Pohang Steelers, Hàn Quốc, và Urawa Red Diamond. Nhật Bản. Trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC trong giải đấu này sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 20 tháng 9, khi họ đối đầu với câu lạc bộ Pohang Steelers. Đây là một cơ hội quý báu để thể hiện sức mạnh và tài năng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á. Hà Nội FC và Pohang Steelers đã từng gặp nhau tại vòng playoff AFC Champions League vào năm 2016, và lúc đó đội bóng Hàn Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Pohang Steelers có một lịch sử ấn tượng tại giải đấu này, với 3 lần vô địch và một lần về nhì. Năm nay, đội bóng xứ sở kim chi tham dự giải với đội hình mạnh mẽ bao gồm nhiều cầu thủ tài năng và có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ quốc tế tuy nhiên hà nội fc không ngại khó khăn và sẵn sàng đối mặt với thách thức trong một buổi phỏng vấn gần đây tiền vệ đỗ hùng dũng đội phó của hà nội fc đã thể hiện sự tự tin anh nói rằng đội của mình sẽ không để đối thủ nào dễ dàng giành chiến thắng trên sân nhà và sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tích cực